Hello, buổi sáng mọi người. Để hôm nay mình sẽ cân dễ. Mình biết là bao nhiêu cân rồi. Đấy, thấy chưa? Mình đã bảo rồi mà. Thế nào? Chúng ta đã quay trở lại bài cân cũ mà xem. Cũng chắc là mấy nhà 70.5 à? 70.5, hôm nay là 70.6. Đấy, khi mà mình đã tăng lên, hôm trước là 71.4, mình tăng lên 71.4, 71.5 giữ trong 2 ngày vừa rồi hay sao ấy. Hôm nay thì tập tử tế lại đúng thì bây giờ, thấy không? Đây, đây là update body của mình. Hôm nay mình cảm thấy khá là flat, khá là tốt vì hôm qua mình kiểu ăn uống đầy đủ tốt đấy. Còn hôm nay mình mới mua một cái gọi là dead cat à? Kiểu như là một cái lông để giúp cho mình kiểu như là tránh gió rồi các kiểu ấy, hoặc là có thể tủ ấm tốt hơn một tí thôi, nhưng mà không biết có khác hơn nhiều không. Mình sẽ dùng cả ngày hôm nay luôn ấy, nên là hãy comment cho mình mọi người nghĩ nào nhé. Hôm nay ở New York thì rất là tối tăm và ảm đạm, mọi người thấy không? Mưa này, thấy con hạt mưa trên kính đấy không? Thấy đây là ngoài New York thì đây đang sáng. Do you want to say something to them? Nope. Bình thường ấy, George nó dậy nó sáng rất là đơn giản, nó ăn bánh quy và cái gì và oatmeal ạ. Đồ nó toàn ăn những cái đồ kiểu có sẵn rất là tiện chứ nó ít khi nấu lắm. Nói đến nấu mới nhớ, mình vừa mới cardio xong và bây giờ thì chúng ta sẽ đi chợ. Và chúng ta đang ở Whole Foods. Ở đây thì bây giờ mình sẽ đi mua thịt trước. Cái gì cái thì mình luôn luôn phải đi tìm nguồn protein của mình đầu tiên đã. Ở đây thịt bò thì mình sẽ chọn lại các loại mà có 93% lean này, 7 fat này. Nhưng mà lúc mà mình so sánh giá nhá, ở đây là các bạn thấy là 8.99 đô một pound nhá. Ở đây nó có 4.99 đô một pound. Đây là loại 85-15 nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ chọn cái loại là 85-15 này. Tại vì thực ra là nó rẻ hơn rất là nhiều và khi mình nấu ấy, khi mà mình nấu thì nó sẽ ra mỡ rất là nhiều, nên lúc ấy mình chỉ cần việc lọc ra thịt thôi, nên là cái này nó sẽ ít mỡ hơn một chút, nhiều mỡ hơn một tí tí thôi, nhưng mà nó có lợi ích thì rất là nhiều bằng nửa giá thôi, đúng không? Mình sẽ lấy 50 thịt bò này. Tiếp theo của mình sẽ là tức gà. Ở đây thì các bạn có thể thấy rất nhiều loại. Đây là thin slice này, người ta thái mỏng ấy. Ở đây thì nó để nguyên 2 giây nhưng mà giá ở đây nó rẻ hơn này, 6.99 đô một pound này. Đây là 8.69, chắc là mình sẽ lấy cái này. Đây là 2.5 pound đó, chắc mình sẽ lấy hai hộp, 5 hộp bò, 2 hộp gà. Đây là tất cả nguồn protein chính của mình. Với mình bây giờ ấy, thì mình chỉ cần 2 nguồn protein chính đấy thôi. Thực ra là các bạn có thể thay đổi là cả gà, cả cá hoặc là cả trứng cũng được, rất nhiều loại protein cho mọi người. Nhưng mà với bản thân mình thì mình thấy ăn 2 loại đấy là thỏa mãn mình rồi, chứ không phải là phải phức tạp, cầu kỳ nữa. Khi mà chúng ta đã rất đói rồi thì những cái này rất đơn giản thôi nhưng mà nó rất là ngon. Nên là với mình thì 2 nguồn protein đấy là chủ yếu rồi, là chính rồi. Còn với mọi người thì mọi người có thể thay đổi tùy mọi người, tùy sở thích nhá. Ở đây mình vừa tìm được một loại là bim bim nhưng mà là rau, bim bim veggies này, các bạn thấy đấy không? Và ở đây nó có là 2g fat này, 8g carbohydrate và protein chỉ có 2g thôi. Thì đây là một loại mà snack mình nghĩ là mình có thể ăn khi mà mình diet, khi mà buổi tối mình đói ấy. Đây là để thử xem, đây là một gói này là có tầm 3 serving. Thì mình sẽ chia 3 lần ra vào mỗi buổi tối, hoặc là có thể là chia ra 6 lần để làm sao buổi tối lúc nào không là mình đói đấy. Nhưng mà hạn chế, mình sẽ hạn chế tại vì là lượng cát của mình khá là ít rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy sau mình không? Bây giờ thì mình sẽ chọn mua 2 cái loại gạo. Thực ra là mình mua gạo nấu sẵn. Vì sao? Vì mình có thể dễ dàng mình check macro. Vì nhiều khi ấy, cái mà gạo khi mà chúng ta nấu lên ấy, đôi khi là mình đang lưỡng lự không biết là mình nên nấu khi mà mình chưa nấu cơm hay là mình đã nấu lúc gạo đã nấu rồi. Thực ra là vì khi mà gạo chưa nấu ấy, thì nó sẽ chuẩn chỉnh hơn, là tại vì nó có một cái nó giống như cái macro này, nó để ở trên bao bì rồi ấy thì mình còn biết. Nhưng mà khi mà mình nấu rồi ấy thì không phải là lúc nào 100% tất cả cái chỗ đấy nó sẽ đầy đủ cái macro như vậy. Và đặc biệt là khi mà mình nấu lên rồi thì mình lên My Fitness mà mình không tìm ở đâu ấy. Vì vậy nên là mình sẽ quyết định mình chọn là mình đi mua những loại lại gạo nấu rồi ấy. Nó hơi đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ kiểu tiện hơn cho mình check macro hơn, và như vậy nó chính xác hơn rất là nhiều. Xin lỗi mình hơi cầu kỳ một chút, nhưng mà với mọi người thì mọi người có thể dùng gạo bình thường thoải mái mà. Còn ở đây mọi người thấy là có 2 loại gạo là jasmine rice này. Đây là loại basmati rice này. Nhưng mà ở đây ấy, mình thấy ở đây là có một khẩu phần của nó là có 42g carb nhá, mà có 2g fat thôi, mà ở đây là 45g carb mà tận 5g fat liền, nên là chắc mình sẽ lấy cái loại basmati này nhiều. Lấy hết, mình sẽ lấy hết tất cả chỗ này luôn.
4, 5, 6. Đến nốt coi này. 7 gói. Một tuần. Đây là một tuần ăn rồi nè. Cũng để sót lại một gói để lỡ ăn mày gái mua ấy. Thôi, có tí một chút nhân từ cho những ai mà muốn đi mua gạo này. Công đoạn mua cáp của chúng ta đã xong, mua tinh bột đã xong. Đấy, tinh bột của mình ấy, mình chỉ dùng mỗi là gạo và thứ hai là khoai, nhưng mà hôm nay mình khoai rồi nên mình cũng sẽ mua ở đây nữa. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy mình đang ở đứng tiệm xanh xanh gì đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mua rau. Và đây mình sẽ chỉ cho các bạn hai loại rau mà cực kỳ tốt nhất cho cái bodybuilding. Đó là một là măng tây, tốt nhất luôn nhá, một là măng tây. Và hai là broccoli, là súp lơ. Măng tây thì được cho là một cái loại rau mà tốt nhất trong việc bodybuilding, vì thực ra nó giúp cho chúng ta kiểu không bị giữ nước trong người á, nhìn chúng ta sẽ khô hơn, nhìn lean hơn. Và đấy là cái loại rau mà tất cả các bodybuilder hàng đầu thế giới đều dùng. Nhưng mà thực ra là với bản thân mình không quen ăn măng tây lắm, nên là mình chỉ ăn rất nhiều broccoli, vì broccoli có rất nhiều chất. Và đặc biệt đấy, một cái broccoli, một cái súp lơ ấy, nó có gấp 6 lần lượng vitamin C trong một quả cam, nên là hãy thử xem nhá. Ăn rất ngon, thực ra là mình ăn rất ngon, mình ăn rất đơn giản thôi, vì thời gian mình bảo rồi, mình chỉ cần đơn giản thôi, không cần phức tạp gì cả. Ôi, các bạn nhìn xem đây, toàn là những loại kẹo ngon, trời ơi trời. Đây, ở đấy nó có những cái rất là đặc biệt là những quầy mà nó bán tất cả các đồ mà kiểu người ta bày ra, xong người ta sẽ đếm theo cân đấy. Và có một cái điều đặc biệt đó là, đấy, nhìn về người ta bị quả đã, bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Đây, lúc một quả kẹo này, nhìn có vẻ ngon. Điều đặc biệt là mọi người có thể thử. Mà không mua, hơi chết một chút, nhưng mà không ngon vãi chưởng ấy. Ôi ôi, thôi, không nên làm bế, đừng mất cho mình nhé. Lại một buổi đi chợ mới, thêm một kinh nghiệm mới. Và đây là Whole Foods nhá, Whole Foods Market. Với những bạn nào ở Mỹ thì mọi người sẽ biết đến Whole Foods, và mình khuyên là nên đi Whole Foods sau cái buổi ngày hôm nay. Là lần đầu tiên mà mình đi chợ chính thức ở Whole Foods, và ngày trước mình nghĩ là hay là nó đi chợ đấy nó sợ nó sẽ đắt. Nhưng mà không, nó không đắt hẳn lắm. Kiểu như khi mình biết mình chọn đồ ăn ấy, và đặc biệt là khi mình so sánh nhá. Mình so sánh khi mà mình đi chợ ở Chinatown ấy và đi ở đây này. Đương nhiên là Chinatown nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều mọi người ạ. Rẻ hơn rất là nhiều, mình phải nói là rẻ hơn rất là nhiều như vậy. Mọi người biết là cỡ như thế nào đấy. Nhưng mà ấy, cái quan trọng ở đây là mình cảm thấy là cái độ vệ sinh an toàn thực phẩm ấy ở Chinatown thì nó hơi bừa bộn, hơi bẩn, nó giống như cái không khí gì đấy châu Á, giống như chợ Việt Nam của mình. Và kiểu khi mà đến chợ như thế thì nó sẽ không có một nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, mà mình không biết được cái độ vệ sinh an toàn thực phẩm thế nào. Mà đặc biệt nữa là mình có một cái mindset hay là mình có một cái suy nghĩ luôn luôn là đồ Trung Quốc là đồ hơi bẩn đục biếc các kiểu ấy, nên là thôi mình thà mình đắt hơn một tí thôi. Một tí thôi, không nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ đi chợ ở đây để làm sao mình có một tuần ăn thật là đảm bảo dinh dưỡng này, đảm bảo tất cả mọi thứ nó hợp lý cho sức khỏe của mình. Đấy. Và hôm nay đấy, Whole Foods, một buổi đi chợ khá là thoải mái. Còn bây giờ thì mình sẽ phải ngồi học hành, làm việc. Và tí nữa thì mình sẽ gặp lại các bạn sau video này. Vâng, và nãy giờ sau khi mình ở nhà này, mình ngồi, mình làm việc đấy, thu âm voiceover cho các bạn như thế. Xong rồi, bây giờ thì chúng ta đã đến với buổi tập ngày hôm nay. Và mình rất là háo hức, bây giờ là 9 giờ rồi. Và nhưng mà ấy, kể cả phòng tập có đóng cửa trong vòng 2 tiếng nữa thì mình vẫn không thể qua được một buổi khởi động đúng không? Mình sẽ có là đấy 10 phút đi bộ một chút, và chúng ta sẽ tập những cái bài là mobility warm up. Xong rồi chúng ta sẽ có những cái bài như là pre-activate, như khi mà chúng ta tập với lateral raise, hoặc là tập với mức tạ nhẹ của dumbbell press ấy, để làm quen với chuyển động. Và đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ tập với DTP. Các bạn thấy mình đang ngồi ở máy Smith Machine rồi đây. Trước khi vào chuyển động ấy, kể cả các bạn thấy là cái này nó có dễ dàng, vì là nó sẽ cố định chuyển động cho chúng ta và giúp chúng ta tập tốt hơn ấy. Thì chúng ta cũng có nên 1 đến 2 hiệp khởi động, 1 đến 2 hiệp khởi động, làm sao chúng ta quen với cái chuyển động này đi. Giới thiệu cho cơ bắp của chúng ta với những cái bài tập này. Đấy, các bạn có thể thấy là với bài tập này thôi, bây giờ mình sẽ tập với hiệp đầu tiên là 50 reps và tập mức tạ rất là nhẹ, đó là 10 pound mà thôi. Và mình cũng phải đeo cái này, tay này, cổ tay này, rồi cùi chỏ, rồi như là đai bụng của mình ấy. Thực ra là vì 50 reps mình nên mình cũng không dám mạo hiểm với cái gọi là cái khớp của mình ấy, nó sẽ hoạt động khá là nhiều trong vòng 50 reps hiệp một này. Nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, mình sẽ cho mọi người xem một cái edit, và sau đó thì chúng ta sẽ đến một đoạn voice over sau. Ok. We'll be right back.
Hit đầu tiên của mình 50 reps và mình chọn mức tạ 10 pound như mình đã nói ấy. Nhưng mà dù nhẹ nhá, nhưng mà mình khuyên các bạn là hãy tập cẩn thận, vì thực ra là hãy coi như cái này là coi một hiệp khởi động đi chẳng hạn, một hiệp mà chúng ta tập với mức tạ nhẹ để làm sao chúng ta quen dần với chuyển động và bơm máu vào cái vai của chúng ta ấy. Nên là hãy tận dụng cái hiệp đầu nhẹ này đầu tiên đi, vì mỗi hiệp xong nó sẽ khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Hiệp đầu tiên, tuy là mình tập 50 reps cảm thấy nó vẫn chết chết hẳn, nhưng mà mình cảm thấy rất là nhiều lượng máu vào cái vai. Nên là hiệp 2 mình có thể tự tin maybe là mình sẽ lên tầm 25 pound để xem nó thế nào. Hiệp 2 của chúng ta sẽ là 25 pound và 40 reps. Ở đây mình tăng nặng lên tầm đấy 15 pound gấp 2 lần rưỡi. Và tương tự thôi, kể cả nặng như thế thì chúng ta phải tập đúng dáng để làm sao chúng ta đạt cái sự an toàn trong cái bài tập. Đạt sự an toàn trong bài tập và đạt được rất nhiều cái lượng máu bơm vào cái cơ vai của chúng ta trong cái bài tập này. Đấy, hiệp thứ 2, 40 reps mà mình tập 25 pound một bên, 10 cân một bên thôi ấy, thì mình đã rất khó khăn để mình thực hiện 40 reps và mình phải nghỉ đến 2 lần. Thì đây mình sẽ tăng lên 10 pound thôi để thực hiện 30 reps xem là có đủ làm được một lần không. Cố gắng làm sao làm đến 1 lần đến 2 lần, chứ đừng có làm nhiều quá, vì chúng ta không muốn nghỉ quá nhiều ở đây mà chúng ta muốn luôn luôn giữ cái cường độ, luôn luôn giữ cái áp lực ở vai của chúng ta. Nên là mình sẽ không nói nhiều nữa mà mình sẽ bắt đầu hiệp 3 luôn. Sau 1 phút nghỉ đấy thì mình sẽ sang hiệp 3 đấy. Hiệp 3 mình sẽ tăng lên một chút tạ để làm sao mình thực hiện đủ là 30 reps, vì đấy mình hơi đề cao mình là khi mình tập 40 reps nó hơi chết. Chúng ta không muốn nghỉ nhiều như thế mà chúng ta muốn giữ máu và cái áp lực ở lại với cơ. Để như vậy thì khi mà chúng ta tập ấy, chúng ta sẽ cảm thấy nhiều cái áp lực, nhiều máu nó dồn vào hơn cái cơ vai của chúng ta. Còn sang đến hiệp thứ 4 thì mình sẽ tăng hẳn lên 45 pound mỗi bên. Ở 45 pound mỗi bên là tổng 90 pound tầm đấy. Tổng cộng là tầm 40-45 cân, tầm 60 cân thì đấy. Ok, hiệp cuối này mình sẽ tăng hẳn lên và mình sẽ nhờ Josh nữa. Và hôm nay mình vừa đầu tư một cái kẹp mới. Thực ra thì kiểu mình không thích mấy kẹp không tập, nó vừa khó tập và vừa không chắc chắn ấy. Nên là mình mua một cái này luôn, đầu tư luôn. Thực ra ấy, cái này nó rất đầu tư, rất xứng đáng vì mọi người đi đâu mà mình cần đấy. Có một cái này riêng cho mình đỡ bị kiểu như là khi mọi người đi phòng tập mà mình không có cái nào dùng ấy, thì mình có cái riêng của mình dùng ấy. Và ở đây khi mà có Josh đỡ ấy, thì mình cảm thấy rất là chết khi mà mình tập những cái hiệp nặng như thế này. Hiệp nặng như thế này tuy là có Mike Smith thôi, nhưng mà đừng khinh thường nó, vì chúng ta sẽ phải đẩy mức tạ rất là nặng đấy, thấy không? Mình đổ gai đổ gắt mặt lên để mà tập những cái bài này. Và thực ra là mình không tập hết được tầm 5 reps hay sao ấy, mình phải hạ tạ xuống một chút để làm sao mình tập hết số reps còn lại trong vòng 10 reps của hiệp 5. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà mọi người nên tập cách để tay ấy. Cách để tay thì mọi người có thể cầm thế này hoặc thế này đều được. Nhưng mà có một lưu ý ấy, tại vì là khi mà các mọi người để ý máy Smith Machine này, nó có những cái móc như thế này đúng không? Thì mọi người sẽ phải nhìn xem là tùy theo chiều hướng của cái móc đấy là nó đi vào hay đi ra. Như cái này ấy, thì nó móc ngược lại đúng không? Nó móc ngược lại có nghĩa là khi mà mình đẩy ra thì mình phải quay tay thế này đúng không? Thì mình sẽ để tay ấy, nó hơi vào một chút này. Bình thường là chúng ta sẽ đẩy theo cái chiều này đúng không? Để đẩy theo cái chiều mà chúng ta sẽ thẳng với cái xương cùi chỏ của chúng ta, cẳng tay của chúng ta như này đúng không? Thì lúc đấy chúng ta phải hơi để ra ngoài này để khi mà chúng ta quay cái tạ ra ấy, nó phù hợp luôn với cái đường đẩy của chúng ta là thẳng với cái xương cẳng tay này. Đây nhá, đây mình sẽ để mọi người xem và mình sẽ đẩy ra như này, thấy không? Đẩy ra này, đấy nó thẳng luôn. Là khi mà chúng ta đầu tiên là để đúng như thế này, nhưng mà lúc mà chúng ta dỡ ra thì nó rất dễ bị tuột tay. Đấy là cách mà mọi người nên tập để nên để cái tay, để chú ý vào cái tay nhá. Về thêm một cái nữa là khi mà chúng ta tập đến cái hiệp thứ 5 ấy, là cái hiệp mà nặng nhất ấy, xong rồi chúng ta chuyển sang hiệp thứ 6 là chúng ta đi xuống ở mức tạ ấy, thì lúc này ấy, chúng ta sẽ tập một bài khác, đó là cái bài cũng là đẩy vai, nhưng mà chúng ta sẽ đẩy về phía sau đây. Nhưng mà ấy, với những bạn nào ấy mà cảm thấy không thoải mái lắm với cái cách đẩy đấy thì có thể tập cái bài đẩy trước, giữ nguyên bài đẩy trước như mình. Tại vì mình cảm thấy vai mình ấy, tại vì hôm trước mình bị chấn thương đúng không? Nên là mình không muốn kiểu như là dồn quá nhiều sức ép vào cái xương vai của mình, ép ra sau. Nhưng với bạn nào kiểu đủ flexible ấy thì cứ tập ngược lại thế cho mình để đảm bảo nó tập nhiều vào cơ hơn ấy, gọi là đa dạng hơn một chút. Nhưng mà với mình thì mình vẫn giữ nguyên là cách tập như vậy.
Và các bạn vừa nghe cái cách mà mình hướng dẫn cầm tay ấy, hãy cố gắng cầm để làm sao cho cái phần cổ tay của chúng ta thẳng với phần cùi chỏ, thẳng với mặt đất, vuông góc với mặt đất. Như vậy thì chúng ta mới tập thật sự an toàn cho khớp cổ tay, tránh bị chấn thương những cái lúc cần thiết như thế này. Chúng ta luôn luôn muốn giữ an toàn, giữ cho cơ thể để đảm bảo làm sao chúng ta có thể tập được những bài tập ngày hôm sau và luôn luôn duy trì quá trình của chúng ta tập trong cái giai đoạn prep này. Có một cái ý mọi người ấy, mọi người tập bài này ấy, cái cố gắng cơ thể đi ra ngoài ấy, không phải là việc phía trước. Giống như là trước mình bảo với các bạn là tập về cái dumbbell curl press ấy, thì khi mà chúng ta để thế này chúng ta sẽ kích hoạt được nhiều phần vai hơn. Còn nếu mà chúng ta để về thế này quá ấy, nó sẽ vào cái phần xương bả vai rất là nhiều và rất là chấn thương. Thế lại cố gắng nhá, chọn cái dạng không cần nặng, không cần nặng, hãy chọn cái dạng để mà các bạn tập được đúng lượng tay như vậy ấy. Vì khi các bạn tập đúng lượng tay như vậy nó vào vai rất là nhiều. Và tại vì mình bảo với các bạn như thế vì mình đã trải nghiệm và mình cảm nhận được, nên là hãy cố gắng tập đúng tay này nhá. Đừng vì một bức tạ mà lại chúng ta bạch tay ra để chúng ta cố gắng làm gì cả. Giữ được đã, nếu mà không làm được hạ tạ xuống hoặc là bảo bạn tập của bạn có thể đỡ các bạn nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến hiệp. Đến với những hiệp này rồi ấy, tuy nhẹ nhưng mà hãy tập đúng như mình, tập đưa cùi chỏ ra phía trước để làm sao chúng ta cảm nhận nhiều vào cơ vai hơn. Đừng đưa cùi chỏ ra ngang để chúng ta xuống thật là sâu, thật là chết. Và như vậy thì chúng ta mới tập vào cơ vai được chứ không phải là chúng ta tập vào cái xương bả vai. Và ở hiệp cuối các bạn thấy là mình tập rất nhẹ, rất nhẹ. Và với 50 cái cuối cùng hình như là mình tập với bằng mức tạ đầu tiên là 10 pound nhưng mà nó chết hơn rất là nhiều, cực kỳ nhiều ấy. Không biết đổi tay được rồi. Vậy là chúng ta đã xong với bài đầu tiên của chúng ta. Phải mất cả một tiếng trời mới xong được bài đầu tiên. Không dễ dàng một tí nào đâu. Bài thứ hai cũng là bài cuối cùng cho vai. Sau bài đầu tiên với 10 hiệp DTP như thế, bài thứ hai đó là bài upright row. Với bài này chúng ta sẽ có 4 hiệp, mỗi hiệp 8 đến 12 reps. Có một chú ý cho các bạn ở bài này là khi mà chúng ta chọn tạ nhá, chọn cái mức tạ mà các bạn có thể lên cao, lên cái cùi chỏ ở mức cao nhất và giữ ở đấy 1 giây đến 2 giây gì đấy xong xuống thật là chậm cho mình, tập đúng như vậy cho mình. Vì rất nhiều người ấy đã xem, có những clip mà mình đã xem là những bài này nó sẽ rất là hại. Đúng, nó sẽ hại khi mà các bạn tập với cái form sai, khi mà các bạn cố gắng chứng tỏ sức mạnh, chứng tỏ cái tôi sai, hoàn toàn sai kỹ thuật, thì đấy nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn chấn thương. Nhưng mà ấy, khi các bạn tập đúng thì nó sẽ là một cái bài tập rất hiệu quả cho vai. Và đừng quên gồng cơ sau mỗi hiệp tập. Hôm nay mình chưa cần tập những cái bài isolation mà thực ra nó rất là vào, rất là đau. Nó rất là pump luôn đấy. Sau khi xong về vai thì chúng ta sẽ tập bụng, với cụ thể là sẽ bài hanging leg raise. Chúng ta có 4 hiệp 8 đến 12 reps. À nhầm, 4 hiệp 12 reps luôn, không có 8 đến 12 reps đâu, quên mồm. Và thời gian nghỉ tương tự 30-45 giây thôi, không nghỉ nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng, thấy các bạn thấy mình đưa mông cao không? Hãy đưa mông cao như thế thì chúng ta mới gồng mông được, à nhầm, gồng cái bụng của chúng ta được trong cái bài tập này. Như thế mới đạt được hiệu quả của bài tập, chứ không phải chúng ta chỉ giơ lên rồi đưa xuống mà không cử động cái phần hông ấy. Cái phần hông là phần quyết định mà chúng ta gồng được cái bụng của chúng ta. Và đừng quên là sau mỗi hiệp cũng có thể giãn bụng như mình. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua bài cuối cùng cho bụng cũng như là buổi cuối cùng ngày hôm nay là Lying Scissor Kicks. Và mình sẽ tập 12 reps mỗi bên nhá. Các bạn nhìn thấy đấy là mỗi lần mình lên một phát này, xong rồi sang cái kia này, xong chân tay chân kia ấy, thì nó mới tính là một reps. Và chúng ta sẽ lặp lại như vậy 12 lần. Khi các bạn lên ấy, hãy cố gắng hơi cong người lại và giữ đầu luôn luôn giữ ở trên ấy. Như vậy thì cái cơ bụng của chúng ta sẽ luôn luôn được hoạt động. Đấy, giữ như thế nhá. Và chúng ta sẽ thực hiện nốt bài này. Và phần cuối cùng của mình ấy, thì mình có Josh ở đây nên là mình tập pose một tí. Và các bạn có nhìn thấy ánh sáng ở dưới đấy đấy. Kết quả thực ra chưa là nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn cho các bạn xem cả quá trình của mình ấy. Nên là đây là một phần chút nào của đó của mình. Xong rồi mình sẽ update physics nói năng qua một chút cho các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ update physics ở mọi người là mình vừa mới tập xong rồi, cũng như là đèn ở đây nó cùng một cái đèn mà đợt trước mình tập ấy. Thì ở đây là phần thân trên của mình đây. Mình sẽ update. Đầu tiên là abs nhá. Abs vẫn còn nhiều mỡ nhưng mà đã come out a bit, thấy không? Và ở đây thì mình sẽ có vai của mình. Đấy. Còn tricep rõ nhiều so với đợt trước. Bicep yeah. Bicep phải này. Tricep phải. Back.
Đấy, đây là những gì mà mình hôm nay mình muốn update với mọi người. Còn bây giờ thì phòng tập đóng cửa rồi. Bây giờ mình còn muộn hơn một chút đấy, 11:10 rồi mà 11:00 phòng tập đóng cửa, nên là bây giờ mình sẽ về và mình sẽ tập karaoke ở nhà. Mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai. Ok, bye bye. Ok, bọn mình vừa mới về đến nhà và thực ra là bọn mình vừa mới cardio xong ở thực ra là cái phòng tập đóng cửa nên mình không có chỗ nào cardio và bây giờ kiểu 30 phút cardio, 35 phút cardio xong và bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Thì mình có một cái chia sẻ nhanh với mọi người thế này. Thì trong lúc mà mình tập ấy thì mình nghĩ ra một cái idea là mình sẽ nói với mọi người là về vấn đề mà bạn tập. Thực ra thì bạn tập của mình dạo này mọi người thấy là mình đúng không? Thì trong cái quá trình mà chúng ta tập ấy, mình đã có rất nhiều bạn tập, kể cả người tập giỏi hơn mình, tập nặng khỏe hơn mình hay kể cả người tập kém hơn mình. Thì mình thấy một điều là khi mà các bạn có người bạn tập như thế thì nó rất tốt cho các bạn, tại vì bạn sẽ có luôn có một động lực, không kể là bạn đấy là người ta kém hơn hay là người ta giỏi hơn. Vì sao? Vì người ta giỏi, ví dụ nhá, người ta giỏi hơn thì các bạn đã biết rồi, các bạn người ta sẽ tập nặng hơn, người ta tập đúng hơn, tập chuẩn hơn, người ta đẹp hơn, thì mình nhìn thấy à thằng này nó đẹp thế, mình phải cố gắng mình theo và nó sẽ luôn có ở để giúp mình. Và nhưng mà ấy, mình nhìn là mặt, ví dụ là mình tập với mình thì mình sẽ nghĩ rằng là à với mình thì mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để mình có thể leo theo mình, và như vậy là mình tạo động lực cho mình mỗi khi mà mình chạy. Hôm nay mình tập cardio ấy, khi mà mình cảm thấy cực kỳ mệt mỏi rồi, mà hôm nay kiểu mình phải tập một tiếng cardio thì 30 phút là đầu tiên mình nghỉ ở nhà và 30 phút sau thì mình mới cardio với mình, tại vì mình kiểu như là buổi sáng mình không tập thì buổi tối phải tập bù ấy. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình cảm thấy khi mà mình một mình ấy, mình cảm thấy sau khi 30 phút ngồi như thế nó nguội người, mình thực sự không muốn tập cardio. Và sau khi đó thì kiểu mình thấy mình đã tập 30 phút rất là mệt như thế và vẫn cố gắng có cardio như mình ấy, thì mình trong lúc mình cardio mình nghĩ là không được bỏ cuộc, tại vì là người ta đã mệt như thế rồi mà mình còn nhiều sức mà mình không tập thì chẳng có lý do gì, đúng không? Nên là khi mà có một người bạn tập như thế, hãy suy nghĩ thật là tích cực cho mình. Đừng có nghĩ là ví dụ như là à thằng kia tập giỏi hơn vì nó tập lâu rồi, mình không cần cố gắng thì mình từ từ thôi, rồi hay là thằng kia nó kém hơn thì mình không phải kiểu chứng tỏ gì cả. Không, mình hãy suy nghĩ tích cực lên, hãy lấy những người bạn tập đấy làm một cái động lực cho mình, học kiến thức, học những cái tinh thần của người ta, học những gì mà người ta hơn mình đấy. Hãy luôn luôn tìm những cái điểm tốt đẹp nhất trong cái con người của mọi người xung quanh của các bạn. Đừng nhìn vào những cái mặt xấu, tại vì mỗi người đều có những cái mặt tốt riêng của họ, đều có những cái gì rất là tốt đẹp trong sâu thẳm con người họ. Hãy đào sâu và tìm hiểu họ. Vậy nên là hôm nay mình sẽ kết thúc video ở đây. Đây, hy vọng là những cái suy nghĩ vừa rồi nó giúp cho mọi người có cái nhìn tốt hơn về người bạn tập. Và đấy, mình mong là mọi người hãy tìm lấy một ai trong cái cuộc hành trình mà mọi người đi tìm một cái body thật là đẹp ấy, thì lúc đấy mọi người sẽ đỡ cảm thấy đơn độc, hay là mọi người sẽ cảm thấy có nhiều động lực hơn trên con đường đấy. Và bây giờ thì mình sẽ end video đây thực sự, và mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ cho mình một like ấy, tại vì mình lúc nào cũng kiểu như đi tập với mình mà quay video cho mình rất là nhiều, nên là công sức của mình rất là nhiều đấy. Đừng quên cho mình một like và subscribe channel của mình nhá, vì mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai với buổi tập không nhớ nữa. Thế nói chung là mình sẽ gặp lại các bạn ngày mai.